Đây vừa rồi tôi có đăng lên nhóm cho tất cả chúng ta. Bao gồm bo sáp là một này. Bo pala kvk là hai này. Bo la ga kawa là ba này. Bo lg là bốn này. Bo pala palasulic này thì nó hơi đời hơi sâu một tí. Thì cái bo này nó vẫn dùng quạt AC. Hai cái bo này nó dùng quạt AC này. Và đây là bo Palasonic dùng quạt DC này. Và đây là bo Daikin. Đấy. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta dò mạch từ cái bo sáp này đi nhá. Để cho nó đơn giản, đi từ cái dễ đến cái khó, khó dần. Đây là cái bo sáp nhá. Đây là cái mặt bên trên của cái bo điều hòa sáp molo và đây là cái mặt bên dưới. Thế thì trước khi mà chúng ta dò một cái mạch hoặc là một cái bo mạch thì chúng ta phải nắm được cái nguyên lý của nó thì mới dò được. Chứ còn nếu mà chúng ta mà nhìn vào mà chúng ta lại chưa hiểu là cái bo này nó có những cái khối gì, có những cái mạch gì thì rõ ràng là chúng ta sẽ không dò được. Hoặc là dò thì nó cũng rất mất nhiều thời gian. Thế cho nên là nếu mà đồng chí nào mà đã xem qua cái giáo trình Molo chung thì vào đây nhìn tôi dò cái là hiểu ngay. Thế còn nếu đồng chí nào mà chưa xem cái giáo trình Molo chung mà mới xem qua điện tử căn bản thôi thì xem tôi dò thì có thể nhận biết được linh kiện. Nhưng mà nó sẽ không hiểu được cái đường đi. Tôi lấy ví dụ như trong quá trình dò mạch ấy, thì đa số là tôi đã hình dung trong đầu trước rồi. Tôi lấy ví dụ nói về cái mạch điều khiển quạt là tôi nắm được ngay là bao gồm nó sẽ có từ cái rắc ra quạt ngược lại nhé, là nó đi ngược lại qua photo check này. Ví dụ con này nó đi qua photo check này, từ đây này nó đi qua photo check này, và trước photo check này nó sẽ là cổng đảo này. Cổng đảo có thể là IC, có thể là đèn này, và trước cổng đảo nó sẽ là vi xử lý này. Thế tôi hình dung trong đầu như thế rồi thì tôi dò được ngay. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta mở học qua cái điều hòa molo rồi thì chúng ta sẽ nhớ cho tôi là trong cái bo này nó có những cái khối khối gì. Một là khối nguồn xung. Khối nguồn xung thì chúng ta nhìn một cái vài cái mốc thôi. Ví dụ đây là cái con, đây là cái biến áp này. Đây là cái con IC này. Đây là biến áp này, đây là IC này. Đấy. Rồi nó sẽ có photo quang một trong hai con này. Hồi tiếp này, đây là cái cầu diode này, đây là cái tụ lọc 300V này. Đấy, tôi chỉ cần nhìn bên trên là tôi nắm được cái nguồn xung là như vậy. Thứ hai là vi xử lý. Vi xử lý nó chính là cái con này. Và đi với vi xử lý thì chúng ta nhớ là nó có thạch anh dao động. Cái mạch ACDES, máy sáp thì nó có ACDES nhá. Liên quan đến cái vi xử lý nó khởi động, nó mở được hay không là nó liên quan đến cả cái ACDES nha. Và reset thì có máy nó dùng IC nhưng có máy thì nó lại dùng trở để nó khởi động. Thì đây là cái khối thứ hai. Cái khối thứ ba đó là cái mạch điều khiển quạt. Mạch điều khiển quạt thì chúng ta nhìn bên trên thì chúng ta thấy cái rắc ra quạt đây. Cái rắc hồi tiếp là cái rắc có ba chân. Thì đây. Và chúng ta lùi ngược cái rắc này về thì chúng ta thấy nó có photo check đây này. Đây là con photo check này. Đấy. Thế còn chi tiết như nào tí tôi dò tôi vẽ cho các bạn xem. Cái thứ tư là mạch điều khiển block. Mạch điều khiển block thì nhận biết dễ nhất là cái này. Con dơ le ra block đây. Đấy, sau đó là chi tiết nó như thế nào thì chúng ta hình dung trong đầu là chúng ta học nguyên lý thì trước cái con này nó sẽ là một cái cổng đảo, có thể là đèn, có thể là IC, và trước cổng đảo là vi xử lý. Thế thì chúng ta hình dung thế ta dò được ngay. Đấy, thế là xong cái mạch block. Thế còn cái mạch motor vẫy thì chúng ta xuất phát từ cái rắc có 5 chân này, quay lại nó sẽ đi qua cái cổng đảo thôi, bốn cổng đảo là nó đằng trước, bốn cổng đảo nó là vi xử lý. Thế còn
cái máy hai chiều thì nó có thêm một cái dơ le điều khiển van đảo chiều và một cái dơ le hoặc là photo jack nó điều khiển cái quạt xà lóng. Thế là hết. Đấy, cái mạch molo nó đơn giản như vậy đấy. Nhá, thì bây giờ đây để chúng ta nhìn vào đây mà chúng ta chưa, có thể là chúng ta xem video rồi, có thể là nhìn thấy tôi giải thích ở trên bảng, hiểu được cái sơ đồ rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đây là chúng ta không đi được, tức là chúng ta sẽ không chạy được mạch. Thì bây giờ hôm nay, cái buổi hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển từ cái mạch như này thành cái sơ đồ nguyên lý. Đấy. Thực ra là nếu mà để đạt được cái trình độ mà cứ nhìn vào bo mạch này mà là vẽ được ra cái sơ đồ nguyên lý ấy, thì chúng ta thành thợ ngay. Đấy, thì chúng ta phải mất một thời gian chúng ta mới làm được cái việc đó. Nhưng cái này đơn giản hơn thì chúng ta phải làm được ngay này. Đó là chúng ta phải nhận biết được, nhìn bên trên này mà chúng ta phải nhận ra được nguồn là những cái con gì. Đấy. Rồi thì quạt gồm những con gì. Có thể là chúng ta đoán đoán trước được con này và con này. Như thế, lốc là con này, ví dụ thế, điều khiển lốc là con này. Rồi còn cái da motor vẫy là nó cái giắc lăm chân này. Đấy. Thì chúng ta nhận biết như vậy, và còn hai cái photo quang này thì có thể là một con nó sẽ hồi tiếp cho nguồn và một con sẽ là ACDS. Tôi lấy ví dụ thế, thì chúng ta phải có một cái nhận định như vậy, bởi vì khi làm thợ là chúng ta cầm bo mạch, chúng ta quan sát một cái là chúng ta phải hình dung được cái bo này, cái con này nó là con gì, con này nó là con gì, con này nó là con gì, cái này nó là cái gì, thì chúng ta phải nắm được. Thế còn những cái con này nó có thể nhầm, bởi vì hai con này nó giống nhau, nó có thể nhầm, hai con này nó giống nhau có thể nhầm, thì lúc đó chúng ta mới phải dò thêm bên dưới để chúng ta biết. Thế bây giờ tôi sẽ dò khối nguồn cho anh em xem trước nhá, khối nguồn sung. Anh em cứ xem tôi dò mạch vài buổi là sẽ rút ra được cái kinh nghiệm và dần dần là chúng ta sẽ biết cách dò. Đây, nguồn sung thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái dây nó cắm vào. Ở đây thì những cái bo khác ấy, thì cái dơ le nó hay có cái cọc, nhưng ở đây thì cái máy này nó dùng cái dơ le kiểu này. Thì nếu mà chúng ta mà cảm thấy nó mất thời gian thì chúng ta tìm cái cuộn lọc nhiễu cao tần trước là nhanh nhất, cuộn dây lọc nhiễu cao tần là nhanh nhất. Xong chúng ta lùi ngược lại, chúng ta lùi ngược lại đây nhá. Đây là cái cuộn dây lọc nhiễu cao tần nhá, lùi ngược lại nhá. Đây này, N đây nhá, chúng ta thấy cái chữ N đây nhá, là một cái cọc AC nó cắm vào đây này. Đây này, N đây này, cọc AC nó cắm vào đây này, và một cái cọc là L đây này, L đây này, nó cắm vào đây này, nó chính là bên này này, nó khuất khuất ở đây này, nó cắm vào đây này, và từ đây nó đi qua cái cầu chì nhá. Cầu chì của anh ấy dùng cái cầu chì nó như cái tụ đây này, như cái tụ nhá. Đấy, nhiều khi chúng ta nhìn mà chúng ta thấy nó giống như cái tụ, nhưng chúng ta nhìn thấy cái chữ FU, FU nhá, thì chúng ta hiểu đây là cầu chì nhá. Đấy. Từ đây điện nó đi cái ACL nó đi vào đây, nó đi qua cầu chì sang đây, đi qua lọc nhiễu cao tần. Đấy. Một đầu nó sang đây, một đầu nó đi vào đây, nó đi qua lọc nhiễu cao tần nhá. Sau lọc nhiễu cao tần này thì đi đến bốn cái chân này, đi đến hai cái chân này, thì đây chính là cái cầu diode nhá, bốn chân của cầu diode. Chân này chúng ta thấy nó chạy về âm tụ đây này, còn chân này nó đi qua từ đây sang đây này, chúng ta vừa dò nhưng mà phải vừa đoán nhá. Nó ra đây nhưng nó đi qua cái này này, nó đi qua cái này chính là con chở hàn dòng đây này, bên trên nó là con này đây này, chở hàn dòng, và nó đi vào dương tụ nhá, và đây là cái tụ lọc nguồn 300 V, bên trên nó là con này này nhá. Đến điểm này chúng ta thu được 300 V, thì chúng ta nhìn nhá, đây là cái chân biến áp này, chân biến áp này, thì cái 300 V này nó chạy qua cuộn sơ cấp biến áp từ đây sang đây này nha, nó chạy qua cuộn sơ cấp biến áp vào chân số 5. Thì chân này người ta gọi là chân D của IC nha. Chân 6 nó bỏ trống, chân 7, chân 8. Đây nó chạy chân 7, chân 8 xuống vị trí này mà nó lại có cái di lối sang đây này. Về âm thì đây là chân 7 và chân 8, người ta gọi là GLD nha, là mát nha.
song song với quận xương cấp thì đây nó có một con biot nối tiếp với con trở, lại song song cái tụ ba linh kiện này này, nó gọi là mạch dập xung nhá, dập xung đấy. Thế còn các cái chân 1, 2, 3, 4 này thì tí nữa ở đây nó sơn, khi nó sơn như này thì chúng ta sẽ phải kết hợp với cầm đồng hồ chúng ta đo nha. Đây tôi nhìn đây có thể là không dùng đồng hồ nhưng tôi có thể đoán được nó sơn, nhưng mà tôi biết là nó chạy ra đây này, chân 4 nó chạy ra đây, mà đây là cái con tụ và lại có diode lấy điện từ đây, và điểm này lại lấy điện từ qua cái con trở này đến cái cuộn này. Cuộn này cùng với cuộn sơ cấp thì người ta gọi cuộn này là cuộn hồi tiếp, và cái cuộn hồi tiếp này nó cung cấp điện cho cái chân này, thì chân này gọi là chân VCC. Từ chân 4 sang chân 3 có tụ, có trở, và chân 3 này thì cái chân 3 này nó không đi đâu cả. Chân 2 đây nó chạy ra đây, rồi nó chạy qua trở, chạy đến chân 4 của photo quang. Chân 1 nó cũng chạy đến chân 3 của photo quang. Cả hai chân IC đều chạy đến hai chân của photo quang. Điều này có nghĩa là con IC này nó đang dùng cái FP trừ. Thì cái này anh em hiểu, tôi đọc đến FP trừ này cái mà chúng ta xem cái giáo trình rồi chúng ta hiểu ngay thế nào là FP trừ, thế nào là FP cộng. Còn anh em mà chưa xem cái video thì rõ ràng là đến đây tôi bảo là FP trừ đấy, lúc này lại chả hiểu nó FP trừ nó là cái gì đấy. Đấy nhá, tôi dò như vậy, bây giờ tôi vẽ ra cho các bạn xem nhá. Tôi lại mở cái phần mềm ra.
Đấy, tôi đã vẽ hoàn chỉnh một cái sơ đồ. Và bây giờ tôi sẽ xếp để gửi cho anh em. Sáp này. Đấy, ok chưa? Đấy, chúng ta thấy qua cái tôi vẽ như vậy là thực ra là tôi vẽ để mà làm cái giáo trình đấy, tôi vẽ chi tiết như vậy đấy. Thế còn chúng ta sửa thì chúng ta chỉ cần dò được thôi, không cần vẽ. Vẽ được ra thì càng tốt. Còn nếu như mà không vẽ được thì cũng vẫn sửa được. Những cái quan trọng là phải dò được phương pháp những cái đường đi chính của nó. Đấy, ở đây là tôi vẽ như thế là nó rất là chi tiết rồi đấy. Đấy, anh em thấy không? Đấy, sơ đồ rất là chi tiết. Đấy, chúng ta có điều gì muốn hỏi không? Nếu xem vẽ nhiều lần có vẽ được không? Thầy cho em góp ý tí ạ. Rồi. Thầy cho em góp ý tí ạ. Rồi rồi. Cái ví dụ là mà đợt sau mà có lớp Zoom này, chương trình mà học trước ấy, thì thầy cứ vẽ một cái sơ đồ, ví dụ như là sơ đồ khối nguồn như vừa rồi ấy, thì thầy vẽ trước đi, rồi sau thầy chỉ cái đường đi nước bước ở trên cái mạch của bọn em, thì bọn em sẽ nhanh và sẽ mất không bị mất thời gian. Rồi, ok. Và thì nó cũng được nhiều thời gian, ví dụ đáng lẽ là hôm nay học cái khối nguồn nhưng mà mình sẽ được chi tiết được nhiều hơn và lại hỏi được nhiều hơn. Rồi. Đấy, đợt sau là ví dụ khối vi xử lý thì mình lại có cái vẽ ra rồi, thì mình chỉ đường đi là khối vi xử lý những có con dương gì đấy mà đi theo như thế nào này thì nó chi tiết hơn Rồi. và sẽ được mọi người sẽ hỏi được nhiều. Và là, ví dụ lớp sau nữa thì lại khối khối quạt chẳng hạn đấy, thầy thầy em góp ý là có vấn đề như thế để cho cái thời gian nó đã đi bị mất nhiều về cái phần vẽ mạch. Rồi. Và em cảm ơn thầy. Thầy em hỏi tí nhỉ thầy. Rồi. Thầy cái mạch hồi tiếp ấy, lấy mẫu điện áp thì em hỏi là sao lại, em nhìn em đọc tìm hiểu qua thì thường là lấy mẫu điện áp của một đường ví dụ 5V hoặc 12V. Nhưng mà em thấy thầy vẽ là có nó lấy ở hai đường của 5V và 12V đều vào. Cái 12V nó lấy vào chân 1 thôi. Thế còn cái đường mà nó lấy quan trọng là cái đường nó lấy vào chân R của căn 431 ấy mới là cái đường chính. Và em hỏi thêm thầy. Rồi. Cái con K431 ấy thầy thì em hỏi là áp mà rơi trên nó tăng thì nó cũng tăng lên chứ thầy. K431 á. Vâng, em cũng chưa hiểu chức năng con này là khi mà điện áp ở chân chân R nó tăng lên thì nó dòng nó mở mạnh hơn, cái dòng nó đi qua giữa K với A nó mạnh hơn, rồi cái dòng đấy nó chính là cái dòng đi qua photo quang. Vâng, em cảm ơn thầy. Rồi. Thầy cho em hỏi ạ. Rồi. Em thấy có một vài nguồn xung mà họ dùng không dùng IC mà họ dùng đèn công suất ạ, thì là họ có cái họ mắc thêm diezener với điện trở R7 R8 để bảo vệ quá áp với lại quá dòng. Thì cái sơ đồ này em thấy dùng IC thì là không thể sử dụng những cái kiện đấy, thì cái này là tích hợp rồi. Nên nó tích hợp bên trong IC không? Tích hợp bên trong IC ạ. Đúng không? Vâng, em cảm ơn thầy. Đây, như cái góp ý của đồng chí vừa rồi thì bây giờ tôi sơ đồ có sẵn thì tôi cũng có. Thì bây giờ dò trên sơ đồ có sẵn nhá. Nhanh hơn đúng không? Mục đích là thực ra cái dò mạch vừa rồi ấy, là mục đích là để cho chúng ta biết cách dò, để lần sau chúng ta có muốn tự dò ấy, cầm cái bo mạch chúng ta có thể tự dò được. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta thế còn cái sơ đồ nó có sẵn ấy,
thì nó rất là hạn chế. Sau này những cái giáo trình mà tôi cung cấp cho các bạn thì tôi vẽ sơ đồ tôi cung cấp cho các bạn. Thế nhưng mà giả sử một cái máy Moren nó mới ra và tôi chưa kịp làm giáo trình ấy, là các bạn sẽ rất là khó để sưu tầm được sơ đồ. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như là mình có sơ đồ thì rõ ràng là mình tự tạo ra cái sơ đồ cho chính mình, đúng không? Đấy. Thế còn nếu mà sơ đồ có sẵn rồi thì nó lại dễ quá, đúng không? Thế nhưng bây giờ đây, ví dụ như là tôi có sơ đồ có sẵn rồi, như là tôi chia sẻ. Sơ đồ đây. Sơ đồ có sẵn rồi đây. Tí tôi gửi cho mọi người. Đây. Có sẵn đây. Mọi người nhìn rõ. Đây tôi tặng mọi người cái sơ đồ này luôn. Cái quan trọng là chúng ta biết cách dò để chúng ta vẽ nó ra, chứ còn sơ đồ có sẵn rồi thì tất cả các giáo trình sau này tôi dạy các bạn ở trên web ấy, là nó đều có sơ đồ. Thứ hai là nếu mà cái giáo trình nào mà tôi chưa có cái mục download ấy, thì chúng ta vào xem cái bài giảng ấy, xong chúng ta tạm dừng màn hình, chúng ta xếp nó xuống. Đây nhá, có cái sơ đồ có sẵn rồi thì dò thì nó nhanh lắm, đúng không? Nhanh quá thì vâng. Nó nhanh quá thì lại cũng là không hay nhỉ. Đây nhá, vâng, bây giờ chúng ta dò mạch quạt vâng. Nhá. Thì bây giờ như thầy cho em hỏi xíu thầy ơi. Vâng. Thầy vui lòng giải thích giúp em là cái chỗ cái mạch dập xung ngay chỗ mà con biến áp xung được không ạ? Rồi. Con tụ điện với con điện trở với con diode à? Rồi, ok. Đây cái mạch dập xung là nó như này, nguyên lý hoạt động của nó như này. Đây, ba cái này nó gọi là mạch dập xung. Thế thì đây là đường này là 300V đi qua cuộn sơ cấp vào IC. Và khi IC này nó làm việc thì nó sẽ đóng cái điểm này xuống mát này. Mỗi khi nó đóng xuống mát ấy, thì cái thời gian đóng xuống mát nó chỉ là một phần vạn, một phần vài nghìn của giây thôi. Nó đóng cái nó lại nghỉ, đóng cái lại nghỉ. Và sau khi nó đóng một cái nó nghỉ ấy, thì chúng ta cứ cảm giác nó giống như là cái dòng điện nó chạy qua đây này. Nó giống như nó có quán tính. Yeah, nó có quán tính. Ấy. Và khi mà nó, giả sử từ đây sang đây nó là cái công tắc đi. Chúng ta hình dung cái đèn công suất nó như cái công tắc nha. Nó đóng vào một cái thì nó tạo ra cái dòng điện chạy qua đây là rất là mạnh. Nhưng mà đến lúc nó nhả ra một cái thì cái dòng điện này nó tạm thời là vẫn còn. Và nó sinh ra một cái xung điện ở đây này. Và cái xung điện này là nếu mà chúng ta dùng cái máy hiện sóng chúng ta đo thì nó lên tới 700V. Lên tới 700V nhá. Những cái nguồn công suất mạnh nó lên tới 700V. Còn những cái nguồn công suất nhỏ nhỏ như thế này nó cũng lên tới 600V. Và với cái đỉnh xung là 600V thì nó làm chết cái đèn công suất ở bên trong con IC này. Đấy, thì với cái xung điện nó như mạnh như vậy thì nó sẽ đi qua cái tụ này, à đi qua cái diode này, nó nạp vào cái tụ này. Nạp vào cái tụ này nha. Và kết thúc cái xung điện đó, bởi cái xung điện đó nó ngắt quãng, nó không liên tục, đúng không nhỉ? Kết thúc cái xung điện đó thì cái điện ở trên cái tụ này nó xả qua cái con trở này về đây, về 300V này. Và sau khi người ta mắc ba cái linh kiện này vào thì người ta đo cái bằng máy hiện sóng, người ta thấy là cái xung điện này nó bị cắt đi mất 150V và cuối cùng là nó chỉ còn 450V thôi. Và với cái điện áp 450V thì nó không làm chết đèn công suất bên trong này. Thế bây giờ chúng ta phân tích nhá. Nếu như đứt cái diode này thì có phải là nó mất tác dụng của cả cái mạch này không? Đúng nhỉ? Thứ hai, nếu nó đứt con trở này thì nó còn tác dụng không ạ? Nếu nó đứt con trở này thì cái xung đầu tiên nó đi qua diode này, nó lạp vào cái tụ này, nó gần đầy mất rồi. Và kết thúc cái xung đầu tiên thì nó không xả được đi, nó không xả được đi qua trở này. Và đến cái xung thứ hai thì nó lạp đầy cái tụ này mất rồi. Và nó không cho cái xung thứ ba đi vào nữa. Cho nên là nó cũng mất tác dụng cái mạch này. Cho nên đứt cái con trở này và đứt diode này thì coi như cái mạch này mất tác dụng và dẫn đến hiện tượng là chạy một lúc là chết IC này. Thế còn chập diode này thì cái hiện tượng của nó giống như chập tải, tức là điện áp nó bị ra thấp và kim hơi dao động. Thế còn chập tụ này nó cũng giống như chập tải, tức là điện áp nó bị ra thấp. Thế còn đứt cái con này và đứt con này thì coi như mạch này mất tác dụng và nó sẽ làm chết IC nguồn.
Cho nên những cái nguồn công suất nhỏ như này này mà chúng ta thay cho khách mà không để ý, ba hôm khách lại gọi lại chết rồi, kiểm tra lại chết đi xe này rồi, thì đấy là nó do chết một con này hoặc là chết con này mà chúng ta không để ý, chúng ta không kiểm tra nha. Nó chạy nó ba hôm nó mới chết. Thế còn những cái nguồn công suất lớn mà chết một trong hai con này thì cắm điện, cắm điện một cái là chết luôn đi xe. Nguồn công suất nhỏ để chạy được 3 ngày nó mới chết. Ta nhớ như vậy. Ok chưa nhỉ đồng chí? Dạ ok rồi, cảm ơn thầy ạ. Vâng. Thế bây giờ như này, bây giờ chúng ta dò cái mạch quạt nha. Dò cái mạch quạt nha. Nếu mà sơ đồ có sẵn đây thì dò nó đơn giản quá, đúng không nhỉ? Từ cái quạt này quay về này, đây là tụ khởi động này, đây là đây cũng là cái đường nguồn thôi này, quay về đường nguồn này, một chân quạt này nó đi về photochiac nha, RPR39MF51, đây là con photochiac. Chân 2 và chân 3 của photochiac này nó chính là diode. Nhưng mà thực tế là cái con này chân 2 và chân 3 là tôi vẽ này nó hơi bị thừa con trở. Thực tế là cái con này nó không có trở bên trong nhé. Ta bỏ qua con trở đi nhé. Với cái photo check cái loại 8 chân này này, con loại này là loại 8 chân nhé. Thì chân 2 và chân 3 nó chỉ có diode thôi, không có trở nhé. Chân 2 được cấp nguồn 12V. Chân 3 nó lấy từ cổng đảo, cái con trở này nó nằm bên ngoài này. Một là làm phía bên này, hai là làm phía bên này, chứ không phải làm bên trong. Đấy, như vậy là thì đây là cái cổng đảo, và trước cổng đảo nó lấy C. Thì bây giờ quay về bo mạch nhá. Quay về bo mạch thì đây chúng ta nhìn tôi dò nhá. Đây là ba cái chân ra quạt. Ba chân ra quạt. Chân này nó chạy đến cái tụ đây, đây là tụ khởi động nhá. Đồng thời đây là cái đường ACN nhá, nó chạy qua tụ để vào chân này nhá. Nó chạy qua cầu lối để vào chân này nhá. Còn chân này nó chạy về chân số 8. Nó chạy về chân số 8 của photochiac. Chân 7 photochiac bỏ trống, chân 6 và chân 5 thì chạy về cái đường nguồn ACL nhá. Chân số 1, con này là chân 1 và chân 4 nó bỏ trống nhá. Chân 2 chúng ta thấy nó chạy thẳng vào mạch này này, chạy thẳng vào mạch này, và như vậy là cái đường này là đường 12V. Tại sao tôi lại nhìn vào đây, tôi không đo mà tôi lại biết 12V, là vì tôi thấy cái mạch nó chạy vào con xe đảo này này nhá. Tôi biết là 12V. Còn trong trường hợp nó không chạy với xe đảo này thì tôi cầm đồ tôi đo, nó thông với 12V, tôi biết đây là 12V. Thì chân 2 là đi thẳng vào 12V, chân 3 đi qua con trở này này nha, để vào cái chân 16 của xe đảo. Đây con trở này, vào chân 16 của xe đảo. Và đằng trước đối diện với chân 16 nó sẽ là chân số 1 nhá. Chúng ta nhớ cái xe đảo này cứ dò về đến đâu thì cứ đối diện ngang quay xe đi tiếp. Đây chân 1 đây, chạy về chân này của vi xử lý. Thì chân này là chân 32, chân 31, 32 nó là chân này này. Đây là chân 31 của vi xử lý. Đấy, như vậy là đây là chân 31 này. Chân 31 của vi xử lý này. Còn đây là chân, đây để tôi vào Photoshop thì sửa luôn cho anh em nữa, bổ sung luôn. Luôn chỗ cầu số 4 đi này.
Đấy. Đấy, chúng ta thấy mạch quạt, ngoài ra cái mạch quạt nó còn liên quan đến ACDS nữa nhá. ACDS thì chúng ta nhìn vào đây. Đây nhìn đây. Cái con photo quang, nó hai con photo quang nó sát nhau này. Thì lúc nãy chúng ta dò cái này nó chạy với sinh nguồn nhá, cái này con này của sinh nguồn nhá. Như vậy con này nó sẽ là ACDS. Chân 2 nó chạy về đường AC này. Chân 1 đây này. Nó chạy qua trở này, qua trở này, qua diode này. Tức là qua hai con trở nối tiếp với nhau qua diode này để về ACN này. Đấy, như vậy là giữa chân 1 và chân 2 nó có trở này, có tụ này. Chân 3 và 4 này. Chân 3 và 4 thì chúng ta xem là chân 4 này nó chạy ra đây là chạy xuống mát hay chạy xuống 5V. Đây là cái đường 5V này, 4 này. Chạy đến 5V nhá. Chân 3 này đi qua trở, đây mới là điểm mát này, qua trở xuống mát này, rồi đi qua điện trở sang đây này, theo cái mạch này, theo cái mạch này nó có cái tụ lọc xuống mát này, đây theo cái mạch này nhá, qua cái di lối về chân này, chân 47. Đấy thì bây giờ quay lại cái sơ đồ xem vẽ có đúng không. ACDS đây. Đây, chân 1 nó lùi qua hai con trở qua diode để về đường AC. Đúng rồi nhá. Chân 2 lùi về đường AC thứ hai, đúng rồi nhá. Giữa 1 và 2 có trở, cần thiết thì vẽ thêm cái tụ gốm đây. Chân 4 vào 12V. Chỗ này khả năng sai này, đúng nhỉ? Lúc đấy hình như là 5V nhỉ? Chân 4 và 5V. Thế cái sơ đồ này cũng có một số. Đây, chỗ này 5V nhá. Chân 3 đi qua điện trở về chân 47 chuẩn đấy nhá. Đấy, chỗ này phải có thêm, cẩn thận thì vẽ thêm con trở xuống mát nữa. Còn nhiều khi anh em không hiểu nó đi khép kín mạch thế nào. Đây, bổ sung luôn vào đây. Đấy, như vừa rồi tôi đã vẽ xong cái đã dò xong cái mạch nguồn, mạch quạt chứ, mạch quạt và mạch ACDS của cái máy sáp này rồi đấy. Thì em có thắc mắc gì không ạ? Thầy em hỏi đi thầy ơi. Rồi, vâng. Thầy cái con D6 ở đường mạch ACDS vào con trở R27 á, thì được. Mắc như vậy thì nó sẽ là lấy ra xung là 50 hẹt hay là 100 hẹt, nếu như thế thì nó sẽ qua vào qua con PC817 ấy, thì cái con D6 này sẽ chặn ngược lại. Đúng rồi, như thế này thì nó chắc chắn là 50 hẹt thôi. Đúng nhỉ? Thế chỉ được nửa, chỉ được nửa chu kỳ của như thế này, nó cho đi qua có một pha thôi. Đúng nhỉ? Vâng. Thì là nó sẽ chỉ ra được 5 mét thôi. Vâng thầy ạ. Vâng.